Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021 đã tác động đến đời sống, sản xuất kinh doanh. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Công Thương, lực lượng quản lý thị trường, cả nước đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và nhờ vậy đã góp phần giữ cho thị trường trong nước cơ bản ổn định, không xảy ra những biến động bất thường. Ngay trong dịp Tết Nguyên đán 2021, dịch bùng phát tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội. Lãnh đạo Bộ Công Thương, Tổng Cục Quản lý Thị trường đã nhanh chóng phát đi công văn hỏa tốc, chỉ đạo các cục quản lý thị trường cả nước tăng cường giám sát địa bàn, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, đẩy giá lên cao và thu lời bất chính. Theo đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Nguồn cung các mặt hàng lương thực thực phẩm tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ dân sinh tương đối đầy đủ, đã góp phần bình ổn thị trường Tết, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa, đầu cơ tích trữ nhỏ lẻ như đợt bùng phát dịch trước đây, tạo tâm lý yên tâm cho người dân đón Tết. Bộ Y tế trong nước cùng với Sở Công Thương, các doanh nghiệp trên các địa bàn lãnh đạo chính quyền các tỉnh, đặc biệt là Quảng Ninh, Hải Phòng và Hải Dương đảm bảo cái cân đối hàng hóa thiết yếu, không gây ra tình trạng chen lấn xô đẩy rồi là khan hiếm hàng hóa thiết yếu. Đây là cam kết của ngành công thương với nhân dân, chính quyền các địa phương. Nhưng mình với quản lý thị trường thì chống các cái hành vi buôn bán các cái sản phẩm mà giả, không khẩu trang giả, nước sắt giả, tiếp tục đấu tranh. Thứ hai là các hành vi mà đầu cơ hàng, găm giá, trục lợi, mà hành vi vi phạm pháp luật là phải xử lý nghiêm. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, với tinh thần chủ động quyết tâm cao, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã và đang tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố phía Bắc, thực hiện các biện pháp cấp bách như chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, tăng cường công tác quản lý theo địa bàn, giám sát, kiểm tra việc niêm yết giá bán đúng giá niêm yết, tập trung kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với các loại hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là trang thiết bị, vật tư y tế, dùng để phòng chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố quán triệt, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch tới từng đơn vị, công chức trực thuộc, bảo đảm công tác ứng trực thường xuyên trong thời gian diễn ra dịch bệnh, kể cả ngày nghỉ, lễ Tết ngoài giờ hành chính, để kịp thời cập nhật báo cáo diễn biến tình hình và xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn, tiếp tục duy trì tổ thường trực phòng chống dịch do lãnh đạo cục làm tổ trưởng, là đầu mối liên lạc với các đơn vị liên quan để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và báo cáo, cập nhật công tác phòng chống dịch cũng như ổn định thị trường hàng hóa. Mình đi chống dịch và không để bị dịch thì cái vấn đề đảm bảo về cái an toàn về sức khỏe, thì những mặt hàng về nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế tương đối ổn định. Và tinh thần người dân cũng không có cái tập trung đi mua nhiều ở các địa phương Quảng Ninh, rồi Hải Dương, Hà Nội, các anh rất quan tâm. Thì tiếp tục triển khai là về tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chống đầu cơ đối với hàng nhu thiết yếu trên toàn quốc. Trong bối cảnh mà chúng ta xác định rằng là Covid vẫn còn tiếp tục kéo dài và chưa có hồi kết, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu đó, thì chúng ta phải luôn luôn là phối hợp với lại công tác kiểm soát và giám sát thị trường, quản lý thị trường để đảm bảo rằng là hàng hóa được cung cấp cho thị trường thông qua cái hoạt động xúc tiến thương mại đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của thị trường cũng như là những cái quy chuẩn của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa tiêu thụ trên thị trường. Bên cạnh những đánh giá cao sự nỗ lực của lực lượng quản lý thị trường trong thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng chia sẻ những khó khăn của lực lượng này phải thực hiện khi thời điểm trước, trong và sau Tết, khi tình hình buôn lậu hàng giả, hàng nhái có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, trước tốc độ lây lan nhanh chóng của dịch bệnh COVID-19, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng yêu cầu toàn lực lượng quản lý thị trường thực hiện cao điểm phòng chống dịch nhưng cũng không được lơ là các kế hoạch cao điểm khác. Tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu, tăng cường giám sát địa bàn, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng nhằm đẩy giá lên cao và thu lời bất chính. Đây là cái nhiệm vụ kết hợp, chứ nếu mình chăm xử lý và xử phạt thì nó cũng chỉ là một trong quá trình chống dịch này là một công rất nhiều việc. Đi một chuyến đi của anh em nó có rất nhiều việc, đáp ứng được rất nhiều việc. Thì của anh em nếu phát hiện những tình trạng bất cân đối cung cầu các loại hàng hóa thiết yếu và vật tư thì phải báo với Bộ Công Thương, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý, và Bộ Công Thương có biện pháp xử lý. Với tinh thần nhiệm vụ và chống dịch cao nhất, quản lý thị trường luôn được đánh giá là một trong những lực lượng tiên phong trong công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, góp phần bình ổn thị trường trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào.